hợp cớ đoán anh sầm kiêm chỗ đấy nó cộng dễ à. Con không ăn bánh cái này kia đâu. Dạ ăn mà, ăn nước nước. Ăn hết rồi mà. Chị con ơi. Chị ở đây đi. Bởi vì con cái nick này con được 100/100 nên là con được đi vòng đi chinh phục. Mẹ ơi con biết câu này. Đi, đọc lên to lên. Nào. Độ dài tổng cộng là bằng này, biết đoạn có độ dài lần lượt là 3,1 mét này. Độ dài đoạn BC là gì? AB và CD á? 13/35 à? Thì trừ đi, lấy máy tính đi, lấy cái này trừ đi cái này hiểu. 13/35. Phần là chéo đằng nào? Không biết đâu. Con đã nhập kết quả chưa? Đã tính đúng là quan trọng nhất. Lấy cái gì? Lấy cái này cộng với cái này. Cộng với này để làm gì? Lấy 11/5 chứ. 11/5 trừ đi bao nhiêu? 11 phần 5. Phần 5 tính ở đâu? Phần 5 trừ đi bao nhiêu? Trừ 2/7. Trừ bao nhiêu nữa? 3/35. Bằng 35 cộng 29 là bằng 35 cộng với lại 35 là bao nhiêu? 64 cộng 29 100 bao nhiêu? 64/25. Phần đấy con tưởng mẹ biết, tưởng con tính phần rồi. Máy không tính bố phải. Có phần không? Máy tính của bố có không? Điện thoại của bố có phần không? Con không biết. Anh nhỉ, chị cho đi ăn cơm cho hấu đi. Tí nữa. 64/35 thôi, ghi 64 được rồi. Ờ, tối giảm cơ mà. Thôi kệ nó đã, bỏ qua cái này đi, tiếp đi. 2, 5. Sáu phần hai ba. Bảy mươi. Ba phần ba. Ngồi xuống chứ này. Là 2/5.
12. 2 phần 12 rút gọn bằng bao nhiêu? 1 phần 6. Mày ăn hết cơm à? Ra đây ngồi! Ăn hết cơm à? Tại phần 9. Mày chưa ăn hết cơm, tôi đố mày ăn cái gì đấy? Ăn hết cơm à? Vừa ăn cơm vừa ăn kem. Năm là 20 là nè lấy 9 phần 5 trừ 3 từ 4 9 phần 5 đâu. Cái gì của anh Nhiên? Tí nữa đang đào thi đừng nói gì cả. 21 phần 20 ô ăn hết rồi thôi. Còn cứ nằm. Đây đủ đi. Ăn hết cơm đi. Cho thêm mấy bài. Cho thêm giò vào. Cho thêm nước mắm vào. Ngon như vậy. Chả kia giò chả nè. Năm phần chín thì 2/7. Năm phần chín thì 2/7. Năm. 5 phần 9 trừ 2 phần 7 17 phần 6 3 9 phần 7 chú bạn tập trung y à cái này lại con làm ý. 151 114 lúc lại con làm ui 151 làm tập trung vào 2/15 nhẹ quay làm gì. Hai phần năm cộng 3/7 29/35 7/36 16/21 2/3 10/21 cộng 2/3 8/7
5 phần 2 trừ 5 phần 12. Hai năm và 12. Ui, thằng này lười học thế. Dùng 5 phần 12 thời gian để ngủ. Thôi đừng nói chuyện, nó tính toán xong sau này nó quay rồi nói chuyện sau. Đào tập trung vào. Mười chín cộng tám bằng 27. 27 phần 19. 27 phần 19 bằng mấy? Hết rồi. Cái gì đây? Cái gì đây? Mất mạng. Tôi nhiều thông báo quá. Hết câu hỏi rồi sao? Chắc gì đã hết tận mấy câu rồi mà. Câu đấy mà phải tìm máy tính. Câu đấy làm sao mà không phải tìm máy tính? Gì phải tính mới tính. 30 và 23. Ừ. Con quên mất, chỉ nhầm là 40. Hết câu hỏi rồi. Chưa. Nhân 3 12. 5 5. 17 phần 15 trừ 4 phần 5 1 phần 3.
28 cộng 19. Hai sáu trừ bảy 19. Năm phần 15 một phần ba. Tám phần mười rất gọi là bao nhiêu? 4/5 không? 4/5 không? Một phần tám, một phần mười hai. Sáu, tám, mười hai thì cũng chia cho hai đúng không? Sáu. Một số chung là 24. Cộng vào, mày tính làm gì? Một phần sáu cộng mấy? Đúng chưa? Chưa. Thế đính từ từ đấy nào. Tính nhân đúng còn hơn là tự nhiên sai để mất thời gian câu đấy. Tiếp đi. Đọc lên nào. 13/20. 13/20 nhá. Trừ 11/20 là 2/20 nên 1/10. Phần 60 này, cái này thì phần đấy này. Cái này phần 15 nhìn là biết làm gì cần phải tính. Từ từ có phải đúng hết không? Đúng luôn nhá. Ừ. Kệ nó, cứ kệ đấy để xem nó bao nhiêu điểm, bao nhiêu xa đến chỗ bao nhiêu. Có nghĩa là vẫn còn câu hỏi con đủ thời gian để làm hết đúng không? Con vội vàng có máy tính hay là không tính? Có máy tính là phải tính hết, nhớ chưa? Để mất phí 3-4 câu sai vớ vẩn. Tính máy tính mà ghi ấn được. Cả đống cơ sai ấy. Hả? Cả đống cơ sai ấy. Đứng hạng mấy nghìn sao mà xem.
mười mấy nghìn cho một phim. 2.500. Số câu sai 6 câu. Thế bọn nó toàn 6 phút đã làm được bao nhiêu câu chưa? Là con bao nhiêu phút? 18 phút liền. Bọn nó chịu luyện đấy được tặng 50 sao chưa? Thấy chưa? Con làm đúng nhiều được tặng nhiều sao? Con được tặng không sao. Con không được tặng sao nào? Thấy chưa? Làm nhiều, làm đúng nhiều. Nhưng mà đây là đây là sao chứ? Để mua rồi còn gì nữa. Để quay sao? Được ba lô luôn đây này. Hả? Đấy, nhìn thấy bác các thứ chưa? Quay nếu mà trúng luôn được những cái đấy. Không, không trúng được cái đấy đâu. Chỉ chắc chỉ đúng được 2-3. Những người cao, không? Những người điểm cao là được luôn. Những cái đấy. Đi vào để đấy đi. Em cái cổ chỉ kéo không.